Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng cái hoa chuông vàng này nha. Và cái hoa chuông vàng này nó còn một cái tên khác nữa là hoa dạ yến thảo. Những giỏ hoa chuông vàng trước hiên nhà mang ý nghĩa một năm mới sung túc, thịnh vượng và bình an. Những bông hoa chuông vàng sẽ giúp cho gia đình chúng ta xua tan đi mọi điều khó khăn của năm cũ. Một năm 2021, bước qua bao nhiêu sóng gió của mỗi gia đình của chúng ta. Cho nên là Việt Nguyễn muốn chia sẻ để những cái hoa chuông vàng này nó được rung rinh trong gió, chào đón một cái năm mới 2022 được tốt đẹp nhất đến tất cả gia đình của mỗi chúng ta. Cách trồng thì cũng rất là đơn giản, nếu mà chúng ta biết ý và chăm sóc chúng. Không chỉ có ý nghĩa trong phong thủy, không gian ngôi nhà bạn sẽ thêm đẹp nếu có sự góp mặt của loài hoa này. Và hôm nay mình sẽ có một cái chậu hoa dạ yến thảo này, mình sẽ cắt nhánh nó ra mình dâm ha. Vì nếu như mà mình chia sẻ cách trồng bằng hạt thì nó rất là lâu, thì cái hoa này nó cũng sẽ chậm hơn là khi mình cắt nhánh như thế này mình dâm. Thì hôm nay Việt Nguyễn sẽ cắt những cái nhánh hoa dạ yến thảo này nó vừa đủ già. Việt Nguyễn sẽ cắt ra và mình sẽ cho nó vào cái thau nước á, mình ngâm. Ở đây là Việt Nguyễn sẽ chọn những cái nhánh hoa mà nó cái gốc của nó cũng vừa đủ già để cái sức sống của nó sẽ có mạnh hơn ha. Thì Việt Nguyễn sẽ cắt ra những cái nhánh to như thế này, thì Việt Nguyễn sẽ chia nó ra thành những cái nhánh nhỏ. Và đặc biệt ở đây là Việt Nguyễn sẽ tỉa những cái lá ở dưới cái gốc của cái nhánh này để không á, thì khi mình dâm vào đất á thì nó sẽ bị úng cái lá. Thì khi đó cái bộ rễ của nó sẽ khó phát triển và cái tỷ lệ sống của nó sẽ thấp hơn. Cho nên là Việt Nguyễn sẽ tỉa hết cái phần lá ở dưới cái bên gốc của cái nhánh hoa dạ yến thảo này. Các bạn lưu ý là mình sẽ cắt hết những cái phần lá bên dưới cái gốc ha. Như thế này nè, Việt Nguyễn đã cắt hết rồi. Và Việt Nguyễn sẽ cho vào nước ngâm liền, để cái nhánh hoa dạ yến thảo này nó sẽ không có bị mất nước, mà khi mình dâm vào á thì cái tỷ lệ sống của nó sẽ cao hơn. Nếu mình để bên ngoài á thì lát nữa cái nhánh này nó sẽ héo thì cái tỷ lệ sống của nó sẽ rất là thấp. Đó là một lưu ý khi mà mình cắt nhánh cái hoa dạ yến thảo này mình dâm. Và tiếp tục Việt Nguyễn sẽ cắt những cái nhánh hoa dạ yến thảo này vừa đủ để những cái chậu Việt Nguyễn đã chuẩn bị trước á, thì Việt Nguyễn sẽ trồng xuống ha. Dạ yến thảo này có thể tiết ra một cái chất tiêu diệt một số loài vi khuẩn, trong đó ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn bạch cầu, hạch, kiết lỵ, thương hàn, giúp cho cái không khí của cái ngôi nhà bạn trở nên trong lành hơn. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái năm 2021 này nó rất là nhiều cái biến động, mà cái kinh tế cuộc sống của gia đình mình đó, thì nó cũng muôn vàn cái khó khăn. Vậy nên đó, thì mình muốn trồng những cái chậu hoa dạ yến thảo này để khi Tết đó, mình cũng không phải tốn kém rất là nhiều cái chi phí. Cho nên là Việt Nguyễn muốn chia sẻ đến tất cả anh chị em cùng trồng cái loài hoa dạ yến thảo này để cái ngôi nhà của bạn thêm được đẹp và đủ sắc màu rực rỡ hơn. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cái trồng cái hoa dạ yến thảo này lá nhỏ ha. Mấy lần trước Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng hoa dạ yến thảo lá to, thì ở đây là cái lá hoa dạ yến thảo này lá nhỏ, cho nên là các bạn nhìn vào thì cứ tưởng đâu là cái rau sam á, nhưng mà nó không phải là rau sam ha, mà là hoa dạ yến thảo. Thì những cái hoa dạ yến thảo này, cái bông hoa này nó có thể lưu lại ở trên cây được 2 đến 3 ngày, không giống như là những cái hoa khác là chỉ là sáng nở xong chiều nó tàn. Và ở đây là những cái chậu đất mà Việt Nguyễn cũng đã chuẩn bị trước khi mà mình trồng ha. Thì cái đất này Việt Nguyễn sẽ trộn với sơ dừa để cho mà cái đất ở trong cái phần đất này nó có tơi xốp á. Cái chậu hoa dạ yến thảo này nó chịu là phải tơi xốp ha. Nếu mình dùng đất không á thì nó sẽ bị chai, thì cái hoa dạ yến thảo này nó sẽ bị chết. Nó cũng có rất là nhiều cái khó, nhưng mà cũng rất là đơn giản để trồng. Thì Việt Nguyễn sẽ trộn với sơ dừa, tỷ lệ sơ dừa với đất là đất thì 70 còn sơ dừa là 30. Thì bây giờ Việt Nguyễn sẽ trồng xuống. Thì cái gốc như thế này Việt Nguyễn trồng xuống khoảng 4 cm hoặc là 5 cm là được ha. Thì Việt Nguyễn sẽ cho cái gốc nó vào.
và Việt Nguyễn sẽ lấp đất lại. Thì khi mà mình lấp đất lại thì mình sẽ ém cho cái phần đất này nó cứng lại để nó giữ lại cái nhánh hoa và yến thảo nó không có bị lung lay. Nếu mà mình trồng cạn quá thì khi đó mình tưới nước á, cái gốc của nó sẽ bị lung lay, thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển không có được đồng đều, thì cái hoa và yến thảo này nó sẽ dễ bị chết. Cho nên là mình sẽ ghim cái phần đất, cái phần gốc này xuống dưới đất khoảng 4-5 cm, là cái sức sống của nó rất là mạnh luôn. Ở đây là mỗi cái chậu hoa và yến thảo này Việt Nguyễn sẽ dăm vào là 3 cành. Thì nếu như mà nó có chết á, thì nó cũng chỉ chết có 1 cành thôi, thì mình sẽ còn lại 2 cành để mình dưỡng nó. Nếu mình trồng 1-2 nhánh và nếu như nó chết rồi thì 1-2 nhánh còn lại cái chậu hoa của mình nó sẽ bị thưa thớt hơn. Cho nên là Việt Nguyễn trồng luôn 3 nhánh như thế này. Và ở đây là những cái chậu hoa và yến thảo mà Việt Nguyễn cũng đã dăm hết rồi nè. Thì bây giờ Việt Nguyễn sẽ tưới nước nó ha. Và mỗi ngày các bạn lưu ý là mình sẽ tưới nước vào buổi sáng và buổi chiều, là 1 ngày 2 buổi, là nó sẽ giữ cho cái hoa được tươi và cái bộ rễ nó sẽ phát triển được tốt nhất sau 10 ngày. Và sau khi 10 ngày á, thì Việt Nguyễn sẽ lấy ra và mình sẽ kích thích một cái số thuốc để cho cái bộ rễ phát triển và nó nảy chồi ra lá nha. Thì video của Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng như thế này, thì các bạn đón xem cái video sau Việt Nguyễn sẽ chia sẻ cách xịt thuốc để mà kích thích ra rễ và ra lá, nảy chồi ra lá. Những cái chậu hoa như thế này rồi mình treo bên ngoài ban công á, gió đung đưa rất là đẹp luôn. Thì buổi chiều mình lên đây mình ngắm những cái chậu hoa mà mình đã trồng thì rất là tuyệt vời. Và bây giờ Việt Nguyễn sẽ tưới nước nó làm ẩm hết tất cả những cái lá hoa và chậu luôn ha, để cho cái phần đất này nó được giữ nước, để cho cái phần hoa nó được tươi, nó không có bị héo. Và mình sẽ tưới vào sáng chiều và mình sẽ đem nó vào trong một cái khu vực mát á, mình để. Rồi đến khi cái bộ rễ nó phát triển rồi thì mình sẽ lấy những cái chậu hoa và yến thảo này ra bên ngoài mà mình treo ha. Và video sau Việt Nguyễn sẽ lấy những cái chậu hoa này ra, Việt Nguyễn sẽ kích thích cho ra lá và kích thích ra rễ. Những chậu hoa và yến thảo này thì sau 2 tháng thì bắt đầu nó sẽ trổ hoa. Và đặc biệt là khoảng 3 đến 4 tháng là những cái bông hoa nó sẽ nở rộ. Thì lúc đó mình cũng vừa kịp đó để đón Tết luôn. Mình chia sẻ hôm nay cũng giống như là đủ giờ đủ ngày để các bạn cùng biết cách trồng và chăm sóc những năng lượng mới nhờ những màu sắc rực rỡ toát ra từ cái loài hoa dại yến thảo này. Và video của Việt Nguyễn đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn thành công với cách trồng hoa dại yến thảo này để cùng đón một mùa xuân an lành hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ha. Và bây giờ Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy thích thì cho Việt Nguyễn một cái đăng ký và một cái like để đón những cái video sau mà Việt Nguyễn sẽ chăm sóc và kích thích cho nó ra rễ và ra lá nha.